Chào tất cả các bạn nhé. Tác phẩm Cổng Nàng Nêm là một trong những tác phẩm xuất sắc của anh Hùng Siếc. Anh Hùng Siếc thì một trong những người cũng rất nổi tiếng rồi. Những cái cuộc chơi thì anh cũng đã mang về nhiều tác phẩm đẹp. Thế nên một tác phẩm chắc có lẽ là cái sự độc đáo của nó thì anh em xem. Quá độc đáo luôn. Một trong những cái tác phẩm mang đầy ý nghĩa của... Hay quá. Đấy. Quá. Rồi nha. Hai cái bộ rễ này. Cắm hai cái đầu cổng. Thực ra là những lần trưng bày như này thì anh em đều mang những tác phẩm quý, đặc biệt là anh Hùng Siếc thì một trong những người mà luôn luôn tổ chức những cái sự kiện lớn, thì anh em cũng đã về Vĩnh Phúc rồi. Anh em biết là quá là nhiều tác phẩm đẹp và to. Đó. Hôm nay chúng một sẽ cho quay một số siêu phẩm trước nhé, thì hiện anh em ở video sau đi quay chi tiết kỹ hơn. Thiên Long Đại Cổ của anh Dũng Trọc, một trong những người sở hữu cái lòng này cũng quá lâu rồi. Đó, hơi ngược sáng tí anh em nhé. Mắt sáng này. Những cái dàn bonsai quý này thì được các anh tác nghiệp hết rồi. Hôm nay trong bonsai cũng chỉ lược qua thôi. Đó. Rất là đẹp. Con này của anh Lộc kia. Đúng không? Đấy, Lộc Phú Quý, một trong những nhà vườn nổi tiếng của Bắc Ninh này. Tác phẩm này chắc chắn là một trong những tác phẩm hay nhất của cái kỳ triển lãm này. Anh đầu tư cho một cái chậu khác hẳn so với những cái chậu khác. Này có rất nhiều phóng viên nha, đang tác nghiệp. Đấy. Đẹp đúng không? Tác phẩm này chắc chắn là này tác phẩm độc đáo đấy. Anh Lộc anh mỗi lần anh đi là anh mang những cái tác phẩm quá là hay. Rồi. Anh em nào mà rảnh rỗi thì ta có thể sắp xếp nhá, lịch còn rất là nhiều. Có thể sắp xếp về sớm này để giao lưu. Chắc chắn là cái thời gian tổ chức diễn ra trong vòng một tháng. Dàn bonsai khủng này thì Lão Mai Đại Thụ thì cũng đã thuộc về anh Trường Giấy Hải Dương rồi. Một trong những tác phẩm hàng đầu của Việt Nam đây. Tác phẩm Ruối thì chắc chắn là anh em là sau này sẽ còn rất nhiều tác phẩm đẹp nữa trình diễn, nhưng mà tác phẩm Ruối này đã đi vào một trong những cái tác phẩm gọi là đi anh em biết quá là xa rồi. Đặc biệt là người Trung Quốc này, một số video truyền hình Trung Quốc cũng đã đăng tải tác phẩm Ruối của anh, trước đó là của anh Hòa Taxi. Qua nước lại cho anh em chiêm ngưỡng rồi. Những cái tác phẩm quý như này thì phải nói đúng là siêu cây hội tụ nhá.
Những tác phẩm sùng độc đáo của 102. Ê, chào sếp Vinh. Lãnh đạo. Các lãnh đạo của Hiệp Hòa đã có mặt nhé. Thưa ông kính của Trung Quốc Sai thì hôm nay gặp toàn các cao thủ thôi. Vâng. Các bác đến lâu chưa? Vừa đến đấy. Thế đi ủng hộ nhiệt tình cho hội đi. Đang chuẩn bị thả chim rồi. Em Trung Quốc Sai nhá. Vâng. Thế là các bác là nhiệt tình ạ. Đó, hôm nay có rất nhiều nhá. Có rất nhiều anh em phóng viên đã có mặt tại đây rồi. Trước giờ khai mạc thì cũng diễn ra rất là nhiều những cái trò vui, đặc biệt là trò thả chim đây. Đó, thả chim bồ câu. Đợi cháu tí cháu bắt cháu phải đấy cái đấy. Cứ đợi mãi các ông chủ gia chủ trình. Cháu phải bỏ cháu đi. Cháu ạ. Có quá nhiều cây đẹp mà cũng không phải biết quay từ đâu. Đoàn mình ra đâu chưa? Vừa ra. Cái đội ấy đâu hết rồi? Đang trên đấy. À đang trên kia hết rồi à? Đông không? Ok nha anh em nhá. Thì hôm nay là cũng có rất nhiều đoàn về. Đặc biệt anh em ở xa cũng đã có mặt. Những anh em ở miền Nam, miền Bắc cũng đã cố gắng tham gia về đây. Đấy, tác phẩm kinh điển. Đấy, tác phẩm này có cả không? Chưa thấy có cả gì. Đó, tí nữa thôi. Hôm nay mình sẽ lắn một cái video với nhiều tác phẩm đẹp vào đây. Tổng hợp cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Đó, xem các cao thủ chim đây này. Rất là quý nhé. Các bác ở đàn này. Mình có tự tin lần này mà chiến thắng mang về không ạ? Chắc chắn phải tự tin. Đúng rồi đấy, này là một trong thi là phải có giải. Đúng rồi. Cũng không giải nhất thì phải giải đặc biệt. Đúng rồi. Để mang về cho mình là Tân Phong, Tân Hồng. Tân Hồng. Tân Hồng nhá. Các bạn nhớ xem màn đấu chim kịch tính đấu ở phút chót. Tân Hồng cũng đã quyết chiến rồi. Khán đài rồi đó. Đã đi là phải có giải mang về. Hả? Không. Nhưng mà thả về là tối là nó mà bay về chứ ạ? Này bác ở đâu đấy? 2 tiếng rồi, 2 tiếng rồi về nhà. À vâng. Thế là tùy theo cũng có. Trên đấy này á. Không may mà rồi thời tiết nó ấy thì trước khi vậy thì mình có tập luyện nhiều không ạ? Có chứ, phải hàng tháng chứ. Hàng tháng tập luyện phải hàng tháng. Mà thậm chí có những con chim bay vài năm rồi. Đó, 7 8 năm rồi. Đấy. Nhưng mà cứ mỗi năm thế thời. Nhưng mà hả? Em hỏi tí là những cụ chim này thì năm ngoái đã thi chưa ạ? Có năm ngoái cũng đã ra đấu trường rồi đúng không? Đấy, đấy quý rồi. Rồi. Chuyển lông nó xếp hàng rồi. Đây mình cứ theo cái này à. Tân Hồng này, lạc và lạc nhuế này. Ôi rất nhiều nhá. Đấy. Cây khủng thì cũng có phải có chim khủng chứ. Thực ra là với những cái dàn chim như này thì chắc chắn là một chút nữa thôi anh em sẽ thấy là anh em tới úi rồi. Thế toàn người đẹp đây rồi. Anh em đang chiêm ngưỡng màn đấu chim nhá. Thì ở đây là những cái sẽ diễn ra rất là cam go. Đâu có ông có nhiều đỏ đâu rồi. Đây. Để anh đang ra thả.
10 bóng. Dịch cho đằng này nữa đi. 10 bóng hồng này không biết có phải là người con của Bắc Linh không, nhưng mà dường là rất là xinh à. Toàn là người Bắc Linh hết. À vâng ạ, toàn người Bắc Linh hết ạ. Đó nha. À, anh em thông qua ống kính của Trung Bonsai thì chắc chắn là sẽ biết là những người thiếu nữ này rất là đẹp. Đây là tiêu biểu cho bộ mặt của Bắc Linh nha. À, cố gắng ghi lại cái hình ảnh này.